Hello, chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình ngày hôm nay. Mọi người ơi, hôm nay có khỏe không? Hãy nhớ ủng hộ cho Haru nhé. Hôm nay Haru sẽ giới thiệu về một thần tượng hồi lúc nhỏ của Haru luôn. Haru cực kỳ thích, đó chính là Luffy Mũ Rơm. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Luffy Mũ Rơm, thuyền trưởng bá đạo của tàu Going Merry. Bánh khi đi Luffy còn được biết đến cái tên là Luffy Mũ Rơm. Hai Mũ Rơm là nhân vật chính của manga và anime One Piece. Anh là người thành lập và là thuyền trưởng của băng hải tặc khét tiếng và mạnh mẽ, và là một trong bốn chiến binh hàng đầu của băng Mũ Rơm. Luffy một chàng trai trẻ có đặc điểm nhận dạng là chiếc mũ rơm đội trên đầu. Cái mũ này được trao cho anh bởi một vị thuyền trưởng hải tặc huyền thoại xanh tóc đỏ. Dù trước đó anh đã nhận được một chiếc mũ từ tay của Goldie Roger. Luffy mặc quần short màu xanh có phần cuộn ở đầu gối, đi dép sandal và mặc một cái áo ghi lê màu đỏ. Luffy có một vết sẹo với hai mũi khâu ở dưới mắt trái, tóc ngắn và hơi rối. Anh có vô vàn vết thương trên người khi đánh nhau với Akainu ở trận chiến tại Marineford, để lại một vết sẹo rất lớn hình chữ X ngay chính giữa ngực. Bên dưới lớp áo của anh là một thân hình săn chắc, anh thấp hơn các nhân vật khác trong series. Chính ước mơ để đời của anh là trở thành một vị vua hải tặc bằng cách tìm kho báu truyền thuyết để lại bởi vua hải tặc trước, Goldie Roger. Anh mọc mực tin rằng trở thành vua hải tặc tức là anh có thể trở thành một con người tự do nhất thế giới. Sau cuộc xâm lược ở vùng đất Toto và chống lại mẹ lớn Yonko, anh được báo chí khắp thế giới đánh giá là hoàng đế thứ năm. Anh là con trai của thủ lĩnh quân đội cách mạng Monkey D. Dragon và là cháu nội của vị anh hùng hải quân Monkey D. Garp, em trai kết nghĩa của nắm đấm lửa Forgot D. Ace và chỉ huy của quân đội cách mạng Sabo, và là con nuôi của Curly Dadan. Trời ơi, quan hệ gì đâu mà toàn với người cấp cao không à. Luffy nổi tiếng toàn cầu là một kẻ chuyên gây rối, thách thức Shichibukai, hải quân và Yonko. Chính phủ thế giới cho rằng Luffy thường có những hành động, hành vi phạm tội và là một mối đe dọa lớn. Hơn nữa, phần lớn các cuộc đối đầu hầu như anh đều giành chiến thắng. Đây là lý do lớn nhất mà tất cả mọi người đều ghim Luffy, bởi vì đánh đâu thắng đó. Anh nổi tiếng nhờ độ liều lĩnh và đôi lúc điên rồ. Sau khi gây sự kiện Eddie Lobby tấn công World Noble tại quần đảo Sabaody, tiến vào và thoát khỏi Impel Down, tham gia vào trận chiến Marineford. Do đó anh nổi như cồn, không chỉ vì anh tấn công vào ba cơ sở chính phủ quan trọng mà còn trốn thoát thành công sau khi đối mặt với những đối thủ mạnh kinh khủng khiếp. Anh đã đấm World Noble dù biết hậu quả sau đó, và cùng với dòng máu của mình, anh được coi là mầm mống nhân tố nguy hiểm, khiến thủy sư đô đốc Sasayuki và trụ sở hải quân nổi cơn thịnh nộ. Ngoài ra, anh còn xâm nhập vào hang ổ của Big Mom. Hiện tại anh đang bị săn thưởng với giá là 1.500.000.000. Trước khi anh tới quần đảo Sabaody thì tiền thưởng của anh chỉ là 300.000.000. Luffy là một trong số 11 tân binh hải tặc đã tiến tới Red Line. Bọn họ là những hải tặc được treo giá từ 100 triệu trở lên và được mệnh danh là thế hệ ngỗ nghịch. Vậy là chương trình Haru đến đây là hết rồi. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau.